Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Tình hình là mình vừa tắm xong, tự nhiên lại có năng lượng. Và sẽ làm video nữa cho các bạn xem. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để chuyển cái video từ iPhone vào Filmora để các bạn có thể bắt đầu edit. Coi như là bạn có thể chuyển video từ iPhone vào máy tính để edit luôn. Trước tiên là các bạn sẽ cần có iPhone và có thêm cái cáp này. Cái nhé. Gọi là cáp Lightning, của nó là Lightning, còn một đầu là USB-C. iPhone mình dùng là iPhone 12 nhé. Mà iPhone đâu nhỉ? Đợi tí, lấy. Ok, đây là cái iPhone nhé. Thì ở trong này có một ít video và ảnh. Đầu tiên các bạn cắm nó vào nhé. Cắm thì chắc là không phải hướng dẫn các bạn đúng không? Cắm vào đây. Ok, sau đó các bạn cắm tiếp nó vào máy tính. Cắm vào cổng USB-C. Nhân tiện có bạn nào hỏi là cái mic kia đâu rồi? Cái mic mono mình để bên trái rồi, tại vì cái đấy để bên bên này nó cứ dính vào mồm ấy. Sau đó các bạn bật cái iPhone của bạn lên nhé. Ok, bật iPhone lên rồi để đây thôi. Thực ra ấy, thì khi mà bạn cắm cái cáp vào ấy, cắm cáp vào iPhone ấy thì các bạn có thể copy trực tiếp luôn. Ví dụ mình ở đây nhé. Ở đây có cái cắm iPhone vào thì các bạn có thể mở cái thư mục ở trên iPhone lên, mở lên đây mấy cái này. Bạn có thể copy trực tiếp cái này vào máy tính thì cũng được. Nhấn Ctrl A này, Ctrl A chọn hết, sau đó kích chuột phải chọn copy, nó mang máy tính paste. Đấy là cách thứ nhất để bạn đưa video từ iPhone vào máy tính. Thế còn nếu như mà bạn có Filmora thì bạn bật Filmora lên nhé. Ví dụ mình sẽ bật Filmora lên. Ok, các bạn bật Filmora lên, sau các bạn tạo một cái dự án mới. Ví dụ mình ấn vào đây, New Project nhé. Rất là đơn giản thôi. Filmora mình đang dùng là Filmora 12 nhé. Bạn nào nếu mà muốn mua bản quyền Filmora ấy, thì nhớ liên hệ với mình. Thông tin mình đặt dưới phần mô tả ấy. Mình sẽ mua hộ các bạn với mã giảm giá là 20%. Ok, ở trong Filmora thì các bạn nhấn vào cái mục này, Import nhé. Ấn vào Media nhé, sau nhấn vào Import. Sau chọn là Import from a camera or a phone. Tức là đưa video từ camera hoặc là phone, ấn vào đây. Nó sẽ mở cho bạn một cái cửa sổ mới. Cửa sổ này thì ở phần này Import from, bạn chọn là Click to select device. Ở đây bạn chọn là Apple iPhone nhé. Chọn đây. Sau đó Filmora nó sẽ scan tất cả các cái video ở trên iPhone của bạn. Đây các bạn nhìn này, nó xếp theo ngày này. Ngày 4 tháng 7, 7 tháng 4 này, các kiểu này. Đấy, tất cả những cái này. Và cái video nào bạn muốn tải vào ấy thì bạn chọn. Bạn chọn hoặc là bạn có thể chọn theo ngày ở đây nhé. Ví dụ mình chọn là ngày 4, ngày 7 tháng 4 này, ngày hôm nay quay mấy cái thứ linh tinh. Bỏ chọn đi, bỏ chọn những cái ngày này đi. Mình sẽ chỉ lấy một ngày thôi cho nó nhanh, không phải ngồi đợi lâu. Ok. Bỏ ngày 4 tháng 3 đi. Mình sẽ chỉ chọn một cái ngày hôm nay thôi, mấy video ngày hôm nay. Ok, đây nhá, ngày 7 tháng 4 mình sẽ chọn cái này. Tiếp theo là bạn sẽ chọn cái thư mục ở trên máy tính của bạn để bạn lưu cái video nhé. Ở đây nó sẽ lưu vào Wondershare Filmora User Media Device Import. Thì nếu như mà các bạn muốn đổi ấy, thì các bạn ấn vào cái nút này, cái nút thư mục. Sau bạn chọn một cái thư mục ở trên máy tính của bạn. Ví dụ mình sẽ chọn vào cái Jackie Nguyễn, vào cái iPhone. Đây, iPhone 12. Mình sẽ tạo lên ngày hôm nay chẳng hạn. Today, đặt tên là Today. Ok. Ngày hôm nay, kích đúp vào để chọn. Sau đó select folder. Ok, sau đó là có cái folder rồi. Và ở đây nó sẽ thống kê cho bạn nhé. Bạn sẽ copy là 74 file. Và cái dung lượng là 11GB 457 MB nhé. Sau bạn nhấn vào ok thì là Filmora nó sẽ copy tất cả những cái này vào máy tính và đưa vào phần mềm Filmora để các bạn dùng. Ấn ok. Rồi các bạn đợi thôi. Nói chung là mấy cái video mà quay bằng iPhone ấy thì nó rất là lâu. Xong rồi, đấy là làm nào để đưa video từ iPhone vào máy tính và đưa vào Filmora để edit video. Ok, video ngắn đấy thôi. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, comment bên dưới, mình sẽ làm video trả lời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye. Để cái góc này nó hơi gần gần nhỉ. Hơi gần quá không các bạn? Ok, bye bye.